Bảo Ngọc rất vui được gặp lại quý khán giả và bạn đọc trong tiểu mục tủ sách thư viện kỳ này. Quý khán giả và bạn đọc thân mến, trong thời đại khoa học công nghệ ngày một phát triển như hiện nay thì học sinh sinh viên là những người đóng vai trò rất quan trọng. Họ sẽ là những người đi tiên phong trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, sáng tạo và khám phá ra những tri thức mới và đem những tri thức mới ấy ứng dụng vào thực tiễn ở Việt Nam. Trong những năm qua, đã có nhiều những tấm gương học sinh sinh viên vượt khó, phấn đấu để đạt được những thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng trong công cuộc đổi mới hơn 30 năm của đất nước. Những tấm gương học sinh sinh viên ấy luôn là những hạt nhân trong phong trào thi đua sôi nổi ở các trường học và các học viện trên toàn nước. Nhân kỷ niệm 71 năm ngày học sinh sinh viên, ngày 9 tháng 1 năm 1950, ngày 9 tháng 1 năm 2021, tiểu mục tủ sách thư viện kỳ này xin được giới thiệu đến quý khán giả và bạn đọc quyển sách được mang tên Gương sáng học sinh sinh viên. Quyển sách do thạc sĩ Nguyễn Hằng Thanh chủ biên và được nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành vào năm 2017. Quyển sách Gương sáng học sinh sinh viên được in trên khổ 21cm với độ dày 390 trang. Là quyển sách giới thiệu những tấm gương học sinh sinh viên tiêu biểu trong học tập và lao động làm theo lời Bác dạy, xứng đáng cho các thế hệ học sinh sinh viên Việt Nam noi theo. Đó là những học sinh sinh viên nghèo vượt khó, vươn lên, là những hạt giống được ươm mầm chăm sóc từ khi còn nhỏ, đã vượt lên bằng sức mạnh của phụ đổng, đem những tấm huy chương về cho đất nước trong những cuộc thi tài với bạn bè quốc tế trong những năm từ 2000 đến 2016. Quý khán giả và bạn đọc thân mến, quyển sách Gương sáng học sinh sinh viên sẽ giới thiệu đến bạn đọc 42 tấm gương học sinh sinh viên Việt Nam đã có những thành tích học tập xuất sắc và đạt giải cao trong các kỳ thi quốc tế và khu vực ở nhiều lĩnh vực khác nhau như toán học, vật lý, hóa học, âm nhạc, công nghệ thông tin. Với sự cố gắng và nỗ lực phấn đấu rèn luyện ấy, các bạn đã tạo nên những thương hiệu Việt Nam trên đấu trường tri thức quốc tế. Bác Hồ đã từng nói, non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không? Dân tộc Việt Nam có bước tới đại vinh quang để sánh vai các cường quốc năm châu hay không? Chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em, khắc ghi lời Bác, kế thừa xuất sắc truyền thống yêu nước, truyền thống hiếu học sáng tạo của dân tộc. Học sinh, sinh viên Việt Nam đã tích cực vượt mọi khó khăn gian khổ để học tập và nghiên cứu khoa học, đã lập nên nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng trong thành tựu đổi mới hơn 30 năm qua của đất nước. Đọc qua 390 trang sách, bạn đọc sẽ thấy được những tấm gương trẻ vô cùng xuất sắc qua từng câu chuyện, như một tài năng toán học Đỗ Quang Yên. Cậu là sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích trong con đường học tập, như giải nhất toán quốc gia lớp 12, huy chương bạc kỳ thi Olympic toán quốc tế tại Đài Loan, huy chương vàng kỳ thi Olympic toán quốc tế tại Romania, hay như em Trần Thị Diệu Liên, đóa sen Diệu Kỳ. Cô gái này được trường đại học Harvard trao học bổng hơn 300.000 đô la Mỹ cho 4 năm học 2016-2020. Đạt giải tư hội thi khoa học và kỹ thuật quốc tế, giải ba hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 13 và huy chương thể thao các môn karate đô, bóng chuyền, bóng đá. Nguyễn Ngọc Trường Sơn, tài năng không đợi tuổi. Cậu là vận động viên trẻ tuổi nhất trong danh sách các vận động viên tiêu biểu và đạt được các thành tích cao như giải ba giải cờ vua trẻ châu Á, vô địch cờ vua thế giới hạng trẻ U10, huy chương vàng giải cờ vua trẻ Đông Nam Á và còn gần 40 cái tên học sinh sinh viên trẻ tuổi khác đạt nhiều thành tích xuất sắc được tác giả kể đến trong quyển sách này. Quý khán giả và bạn đọc thân mến, Thư viện tỉnh hy vọng rằng các bạn trẻ sẽ đến với Thư viện tỉnh để tìm đọc quyển sách Gương sáng học sinh sinh viên. Tin rằng những gương sáng học sinh sinh viên trong quyển sách sẽ gợi mở, tiếp thêm sức mạnh, niềm tin cho các bạn học sinh sinh viên trên con đường học tập và phấn đấu ở tương lai phía trước. Thư viện mở cửa phục vụ từ thứ Hai đến thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần ở địa chỉ lô C20-02, đường 3 tháng 2, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.